Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 31 tháng 7 mình có video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình Lead and Earn, ơn chia tổng giải thưởng là 2.000 tóc cần Matic từ sàn BitMart nha bạn. Thì mình làm một cái video này thông báo cho các bạn chủ yếu là hiện tại dự án này nó đã phân phối về sàn BitMart nha các bạn. Thì mỗi ạc sẽ nhận được 2.1 tóc cần Matic chạy nền tảng của mạng Polygon nè các bạn. Thì mình đã nhận 2.1. Để chơi được con này thì các bạn nhấp vào một Matic Polygon này các bạn. Các bạn bấm vào một quả chain này các bạn. Thì hiện tại một tốc cần Matic này nó đã giảm khá là sâu các bạn. Còn có 1.3 đô cho một tốc cần các bạn. Thì để bán ra được thì các bạn bấm vào một bán ra nè. Rồi bấm vào một bán ra nha các bạn. Các bạn chọn mắc 100% nè. Được 2 đô 6. Bán ra được không? Chắc có 2 tốc cần bán chắc không đủ các bạn. Rồi. Để bán được thì các bạn cần phải nạp vào có khoảng 3 tóc cần Matic nữa mới đủ min chain nha các bạn. Rồi. Vậy video mình thông báo cho các bạn dự án ăn chia giveaway ơi, Lead and Earn ăn chia tổng giải thưởng là 2.000 tóc cần Matic đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.